Mình tới vô đâu có chỗ đâu. Ừ. Chỗ này Vivian nó nói là ngon thì nghe nó nói. Ăn điểm ăn buổi sáng. Thank you. Egg này kia nọ hay bacon này kia nọ phải không? Đó nè chú. Cà phê rồi. Ăn cái mà lát. Dân ăn gì kêu chú ăn chú kêu giống hệt vậy đó. Okay. Bacon egg crumble egg này cái nọ. Giờ đọc chữ phải có kiến không? Kiến theo. Mấy quán nhỏ nhỏ này mà ăn ngon. Chú ăn cái này không? Two eggs, hash brown and toast. The hash brown. Ăn buổi sáng con ăn không có nhiều. Đúng rồi, ăn vậy thôi. Buổi sáng. Yêu uống cà phê, cà phê của nó. What's that? Can we get a coffee first? Chú đây là hai giống như con. Two eggs nè, hash brown and toast. Yeah, yeah. Okay. Chứ con ăn mấy cái kia nó nhiều quá. You guys know what you're having? Yeah. Can we get the special, the sunshine special? Two eggs? Yeah. Two eggs. And, what kind of eggs do you want? Scramble or sunny? Over easy. Yeah. And what kind of toast do you want? Toast, you mean wheat or white? Toast, wheat. Okay. Can I get the same, but mine is lightly scrambled? Okay. And can you make ours crispy? Hash brown toast, yeah. And what kind of toast for you? Wheat toast. Okay, please. Thanks. Để nó bắn đắt dưới nè. Còn bên ngoài nữa. Đồ bên ngoài. Ở đây được ở ngoài đi. Cream là. Bye, thank you. Bí nó đòi đi cho.